Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ơi, sao lại làm biếng nữa rồi? Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, cần phải chăm chỉ đối với việc của mình. Mỗi người các ngươi đều phải nhanh nhẹn lên cho ta. Nếu còn để ta phát hiện, tất cả phải cút đi cho ta. Tôi biết rồi, Trần Tổng Quản. Tiểu nhị, tôi muốn đổi một ít ngân lượng. Quý khách, Nga đến rồi. Ơi Trần Tổng Quản lật mặt, chúng ta 100 năm cũng không ai học lại. Bớt nói nhảm đi, chúng ta không có khả năng làm tổng quản đâu. Tổng quản, tôi muốn đem đồ đổi ít tiền. Đổi? Quý khách, ngài đùa cái gì vậy chứ? Ngài là nghệ nhân của tụ bảo chúng tôi, hơn nữa là Tử Ngọc tiểu thư đã đích thân phát lệnh bài, vì vậy mỗi tháng ngài có thể lãnh 200 vạn tiền vàng ở tụ bảo các. Hả? Mỗi tháng có thể lĩnh 200 vạn tiền vàng? Đúng rồi, quý khách, 20 ngày sau chính là tinh thần điện đường khai trường. Tụ bảo các sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá lớn ở thành Thanh Châu. Đến lúc đó ngài nhất định là phải đến đó. Hội bán đấu đó không gấp. Tiền vàng đó hôm nay ta có thể lãnh hay không? Không vấn đề, tôi sẽ đi lo liệu cho ngài ngay. Phát tài rồi. Hoàng Kim Phong, người tốt nhất nên cho ta một lý do. Chủ nhân, tinh thần chiếu sáng trời xanh đó đã bị tiểu tử thối đạo năng cướp đi giữa trường rồi. Hơn hơn nữa, chủ nhân, chủ yếu là do tôi bị tên tiểu tử thối đó đánh bị thương. Cái gì? Phế vật, một người cảnh giới tạo khí cảnh như người lại đánh không lại một tên cảnh giới vận khí đó mà còn mặt mũi để nói. Chủ nhân tha mạng. Mạng hắn và quyền trục mang về đây cho ta. Vâng chủ nhân. Nếu còn thất bại, mang đầu của ngươi đến gặp ta. Thanh Châu Thành. Ngon. Có số tiền này, tài nguyên hỗ trợ tu luyện sau này có chỗ tin cậy rồi. Nói ra thì Tử Ngọc này rốt cuộc là ai nhỉ? Tùy tiện đưa tấm lệnh bài lại có thể lãnh được nhiều tiền như vậy, mà còn là mỗi tháng nữa. Nghe nói gần đây nhân kiệt của các châu lớn vì tinh thần điện mà bắt đầu tập kết ở Thanh Châu. Còn không phải hay sao? Có những nhân kiệt còn rất khiêm tốn, có người thì khoa trương không bằng ai. Hóa ra kỳ tài của các châu đều có thể tham dự tinh thần điện. Nếu là như vậy, đến lúc đó phải ác chiến đến nhường nào? Mẹ ơi! Đúng là nơi rách nát, chẳng trách nói Thanh Châu là nơi nghèo nát nhất ở khuyên vực. Võ Vũ Trạch. Lát nữa ăn cơm ngon, ta dẫn các người đi xem tên trên bia khắc. Tên trên bia khắc tiểu võ đạo của võ đế tộc ta. Đúng rồi, ta quên mất chuyện này. Thanh Châu này cũng có bia tiểu võ đạo đáng để đi xem. Không phải thừa hay sao? Vũ Trạch Huỳnh, nghe nói võ đế sắp đến rồi, đến lúc đó nhất định là giúp chúng ta tiến cử. Để ta chiêm ngưỡng một chút phong thái của võ đế. Được, đến lúc đó nhất định là giúp các ngươi tiến cử biểu hình. Đột nhiên cảm thấy thật là kích động, lập tức có thể chiêm ngưỡng tên mà võ đế khắc núc đầu. Võ đế à? Người đó muốn làm gì? Ngươi cười không, khẳng định là kỳ tài của đại gia tộc nào đó muốn khắc tên. Lấy lại thứ vốn thuộc về ta sẽ bắt đầu từ đây đi. Tránh ra, chó ngoan không ngáng đường. Này, phía trước là ai? Mau tránh ra cho lão tử. Này, nghe thấy hay không, điếc à, bảo ngươi tránh ra đó. Xú tiểu quỷ, ngươi tưởng nhãn cầu của ngươi đạp ta thì ta sẽ sợ ngươi à? Ngươi có biết bọn ta là ai hay không? Ta nói, ngươi thế này là không đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra người ta là đến khắc tên hay sao? Ngươi gọi to kêu nhỏ như vậy, người khác còn có thể cho ngươi nhìn sắc mặt tốt hay sao? Nhưng mà Vũ Trạch Huỳnh,
Để hắn đến trước đi, chúng ta đợi lát nữa là được. Ngươi phải biết, chỗ đáng thương của loại gia tộc nhỏ này, bọn họ chỉ có thể dựa vào một chút cảm giác tồn tại, giành được ở nơi thế này mà thôi. Nhưng cho dù những người này khắc ngày ngày đêm đêm thì sao chứ? Vẫn không phải chỉ giống như là một đám rùa vĩnh viễn bị võ đế ép đến chết hay sao? Vũ Trạch Huynh, bị ngươi nói như vậy ta cũng có chút áy náy rồi. Vậy sao? Võ đế ở trước mặt các người là tồn tại không thể vượt qua, nhưng trong mắt của ta thì không phải. Cái gì? Sao có thể chứ? Tiểu tử này nhiều nhất là vận linh cảnh, sao có thể tản ra đấu khí ngang tàng như vậy? Với lại trong khí tức của hắn tại sao có mùi vị của võ đế? Nhất niệm âm dương, nhị niệm kim quang, tam niệm lưu ni. Khí tức này thật là quen thuộc. Ai lại ở chỗ bia khắc tên của tiểu võ đạo vậy? Các người mau nhìn kìa, trên bia của tiểu võ đạo hình như là có ánh sáng. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Vũ Trạch Huỳnh, tên cổ võ đế bị đẩy xuống dưới thôi. Ta tự mình nhìn thấy, ta không có mù. Đạo, bia tiểu võ đạo này vốn được dùng để kiểm tra tiềm lực của con người. 7 năm trước, võ đế là thiên tài dị bẩm cảnh giới số 1 ở đây, tạo lên một cơn địa chấn ở huyền thành. Nhưng bây giờ tên cổ võ đế đã bị đẩy xuống, chứng minh tiềm lực của người này đã vượt qua võ đế năm đó. Lẽ nào hắn là người của núi Thần Sơn cổ? Nghe nói dạo gần đây quanh núi Thần Sơn xuất hiện không ít nhân tài, không ngờ vậy mà lại lợi hại tới vậy. Người này nhất định là phải nhanh chóng làm thần. Nói không chừng một ngày nào đó thời thế thay đổi, còn có chỗ dựa vào. Tại hạ Võ Vũ Trạch, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Người đâu? Sao không thấy người đâu nữa rồi? Thật không ngờ, ta bây giờ lại lợi hại như vậy. Chuyện này nếu kể lại cho cha què nghe, ông ấy chắc chắn là sẽ rất vui. Quán trà duyệt này. Võ Vũ Trạch, tên khắc chữ ngươi có nhìn rõ mặt hắn hay không? Tử não, người đó đeo mặt nạ ta thật sự là không nhận ra là ai. Có điều, nếu như chỉ nhìn mặt tùy đoán, có lẽ còn khá ít tuổi. Cũng không biết đây là thế lực của phương nào, hoặc là đệ tử do cường giả nào bồi dưỡng, thế mà có tiềm lực lớn tới như vậy. Nói thì nói vậy, có điều, ở thời đại của chúng ta, kỳ tài nhiều tới thế nào, bây giờ lại có vài người mới thật sự là lộ diện. Vượt qua võ đế cảnh giới thì có gì mà lợi hại? Chính xác là vậy, võ đế đã luyện thành tạo hóa thập khiếu, đây đã là chuyện của năm ngoái rồi. Tạo một huyệt hóa khiếu đã cực kỳ khó rồi, huống hồ còn 7 cái, thiên phú của võ đế tuyệt đối cao siêu hơn người. Lão tử, người này khắc một chữ đạo, liệu có phải là người của đạo tộc hay không? Người cho rằng chữ đạo đó không phải là đại diện tên mà là thế lực. Lão tử, lời Vũ Trạch nói không sai, có lẽ chính là người của đạo tộc, chuyện năm đó người cũng biết, người này là muốn hạ bệ uy phong của võ đế.